Phụ vương đừng bảo vệ hắn. Nếu không phải vì hắn, tình cảm của con với mẹ cũng sẽ không tan vỡ. Nếu bạn lại thổ lộ với mẹ kế của bạn, đừng trách phụ vương vô tâm. Tôi không có mẹ kế, tôi chỉ có một bà mẹ. Hắn là một con hồ ly, không xứng làm mẹ tôi. Không ngờ con lợn già của tôi lại đến đúng lúc. Có chương trình hay để xem. Bắt bỏ, bạn vừa đến để bình luận. Lão ngu này lại ở bên ngoài tìm Tiểu Tam. Mặc kệ mẹ con chúng ta sống chết, ngươi còn nói ta tìm Tiểu Tam. Vậy bạn giải thích cho tôi, tại sao tiểu tử này sinh ra đã là em gái thứ ba của lão thân? Anh Ngưu, không phải tôi nói cho anh vô tội đâu. Mày không có bằng chứng. Hơn nữa bạn đang tìm tình nhân bên ngoài, chính là bạn không đúng. Nếu không tôi sẽ giúp bạn đưa con cáo này đi. Như vậy, cả nhà ba người các ngươi lại có thể sống tốt. Bát giới, đây là việc nhà của lão ngu ta, không liên quan gì đến anh. Được chứ? Lợn già của tôi cũng không phải là người thích tọc mạch. Hôm nay tôi đến tìm công chúa Thiết Phiến. Ngươi tìm vợ ta làm gì? Giờ lại biết cô ấy là vợ anh. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ nhờ anh ta mượn quả chuối. Chị dâu, chúng tôi đi ngang qua núi lửa, muốn dập tắt ngọn lửa ở đó, cho nên còn xin chị dâu thành toàn. Cô cứ lấy đi, các người đã bảo vệ con tôi, lần này coi như là trả ơn của các người. Cảm ơn chị dâu. Ngưu đại ca, tôi đi trước đây. Mặc dù Ngưu ma vương này thường chơi hoa, nhưng vẫn tốt cho gia đình. Hôm nay cũng lạ quá, như một con bò. Quên đi, chuyện nhà người ta tôi cũng không tiện quản quá nhiều. Rất nhanh bát giới đã trở về núi lửa, lại đem Ngưu ma vương. Chuyện xảy ra trong nhà nói với mọi người một lần nữa. Nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc, chúng tôi sẽ không lo lắng nữa. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ dập lửa. Quên đi, không muốn nhiều như vậy nữa. Tốt hơn là chụp một vài bức ảnh và gửi cho chị gái của cha nghe. Cha anh ấy nhớ tôi. Lửa đã tắt, từ nay không còn núi lửa. Lão bác trả lại quà cho công chúa quả sắt đi. Tôi sẽ quay lại ngay, các người lên đường trước đi. Bát giới, quà của tôi đâu? Tôi sắp gửi cho bạn rồi. Chị dâu xảy ra chuyện như vậy, tại sao lại bồi dối như vậy? Các người không biết, vừa rồi sau khi bát giới đi rồi, lão ngư cứ nói tôi và lão quân có một chân. Dù tôi có giải thích thế nào thì anh ta cũng không chịu nghe. Mà hẳn, rõ ràng chính mình còn tìm Tiểu Tam đây. Sau đó tôi cũng nổi giận, chỉ cố ý tức giận hắn nói coi như là vậy thì sao. Sau đó, con bò giá phát điên và muốn giết tôi. Cậu bé đỏ, làm sao khuyên chiến cũng không khuyên được. Nếu không phải Hồng Hải Tử ra tay ngăn hắn lại, tôi sợ tôi không thể thoát ra được. Sức mạnh quá, Ngưu Ma Vương, ngươi thật sự là điên rồi. Ngay cả tôi cũng muốn giết Sếp Bo. Cô đã làm gì anh ta? Cô nói tôi điên à? Con bò già của tôi rất tỉnh táo. Tên phản tử kia dám đánh lão tử, tôi đánh anh ta, giao cho mẹ kế của hắn để trừng phạt. Giờ đến lượt anh. Tiểu Lang, ngươi đi ngăn Ngưu đại ca lại. Chị dâu chị cũng bình tĩnh lại. Ngưu đại ca nhìn trạng thái không đúng lắm, tôi đoán chắc là hắn bị con hồ ly mặt ngọc kia mê hoặc, sẽ biến thành như thế này. Vậy hồ ly tinh không có bản lĩnh táo phải không? Khi tôi vừa đi tìm mấy cái quạt chuối của chị dâu, chú ý đến thành tích của con cáo mặt ngọc kia, nhưng chỉ là cảnh giới huyền tiên, ở đâu có bản lĩnh mê hoặc Ngưu ma đại ca. Nhưng đừng quên, loài cáo từ xưa đến nay đều có sức quyến rũ mạnh mẽ. Cô không tốt. Con bò chết vừa nói, giao đứa trẻ đó cho con hồ ly, tôi phải quay lại xem. Tại sao? Ở đây giao cho bạn rồi, tôi và con lợn già đi xem. Chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Không vấn đề gì, để đây cho tôi. Tôi và sói con thì chắc ngăn chặn Ngưu đại ca. Chia hai đứa trẻ đó thì khổ quá. Núi Thúy Vân, một bóng rắn khổng lồ xuất hiện. Chủ nhân làm theo quy định của bạn. Lệnh, thuộc hạ đã chia cắt gia đình Ngưu Ma Vương rồi. Ngưu Ma Vương kia hiện tại đã đi truy sát Thiết Phiến, công chúa, và đứa trẻ đỏ này đã bị hắn đánh. Bây giờ đã hôn mê rồi, chủ nhân chỉ cần nuốt chửng đứa trẻ đỏ, có thể nhận được tam muội chân hỏa thần thông. Làm tốt lắm. Hồng Hải Tử này bổn vương liền mang đi trước. Chờ Ngưu Ma Vương kia trở về, nhớ dụ dỗ hắn vào động phủ của bổn vương, vua cũng sẽ nuốt nó đi. Chủ nhân, tên Ngưu Ma Vương, ngươi có thể bỏ qua cho hắn không? Ngọc diện bổn vương biết tình cảm của ngươi và Ngưu Ma Vương, nhưng bổn vương cần báo thù cho thần khỉ đại tướng quân. Nuốt hắn có thể làm cho công lực của bổn vương tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hắn vốn là anh em kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, cho nên hắn phải chết. Không tốt. Máu ngàn dặm. Sao tôi không thủ động được? Còn có một tên yêu nghiệt nữa, có thể chạy trốn dưới mũi của bổn tọa. Mục đích của chuyến đi này là cậu bé đỏ. Đồ quỷ dữ, dám làm loạn nhân gian, làm tổn thương đứa trẻ được chọn. Vốn định sửa anh ngay tại chỗ, bạn đang làm việc, nhưng đọc ở trên trời có đức hạnh sống tốt. Phật ta có tâm từ bi, hôm nay đánh bạn trở lại hình dạng ban đầu. Ngày qua lại, bạn luyện tập tốt, bổ sung công lao, sớm thành tiên. Hình như có mấy người ở đây.
có một lời mời lạ, có một hơi thở mạnh mẽ hơn. Sao quen thế? Cáo mặt ngọc, ông đưa con trai tôi đi đâu vậy? Chị dâu đừng hoảng sợ, Tân Tạng chính là con hồ ly này đã mê hoặc Lưu Ma Vương, khiến con bỏ chết đó làm con tôi bị thương. Bây giờ con tôi không thể đâu cả, người đưa ta hạ hẳn xuống. Hỏi ký đi, chị dâu, bạn xem con cáo nhỏ này đã bị người ta đánh về nguyên hình rồi, lẽ ra phải có người khác đưa Hồng Nhi đi. Vậy thì sao? Bây giờ ưu tiên hàng đầu là tìm đứa trẻ đỏ nhàn rỗi, bị ai mang đi? Nhưng con cáo nhỏ này đã bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, màn ướt. Một lấy tin tức gì từ anh ta, tôi sợ là khó đấy. Đi thôi, đến Thiên Đình tìm Hạo Thiên mượn một chút Hạo Thiên tĩnh đi. Trước tiên hãy tìm xem ai đã lấy giết bo. Sếp, chúng ta về trước xem có thể đánh thức Ngưu đại ca không.